Tiếp tục chuyến công tác tại Bạc Liêu, đoàn công tác Hội đồng Dân tộc của Quốc hội do bà Trần Thị Quari, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội làm trưởng đoàn, sáng nay đã đến thăm chúc Tết Trần Trần Nam Thơ Mây năm 2023 các chùa Phật giáo Nam Tông trên địa bàn thành phố Bạc Liêu và quận Vĩnh Lợi. Cùng đi với đoàn về phía Bạc Liêu có ông Nguyễn Huy Thái, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đại diện một số sở ban ngành tỉnh, lãnh đạo chính quyền địa phương. Đoàn đã đến thăm và chúc Tết chùa Siem Cán, xã Dinh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu, chùa Giữa và chùa Chót ở ấp Cái Giá, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi. Tại các nơi đến, thay mặt Thường trực Hội đồng Dân tộc, bà Trần Thị Quari chúc các vị hòa thượng, thượng tọa, chư tăng, sư sãi và bà con đồng bào Khmer đón Tết cổ truyền an lành, vui tươi và hạnh phúc. Đồng thời khẳng định những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm và có các chính sách, chương trình dành cho đồng bào dân tộc thiểu số. Hiện nay cả nước còn 3 chương trình mục tiêu quốc gia thì có 1 chương trình dành riêng cho đồng bào dân tộc thiểu số. Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội cũng bày tỏ niềm vui khi tỉnh có 49 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới. Hộ nghèo, hộ cận nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số đã được cải thiện rất nhiều. Điều đó chứng tỏ tính hiệu quả của các chương trình chính sách dành cho đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời cũng khẳng định sự đóng góp quan trọng của các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức, a cha trong việc chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho Phật tử trong bổn đạo, cũng như tinh thần vượt khó vươn lên của chính bà con. Dịp này tại chùa Soryaram, chùa Cái Giá Giữa, bà Trần Thị Quari đã trao tặng 25 phần quà Tết cho những người có uy tín và gia đình chính sách người dân tộc Khmer trên địa bàn ấp Cái Giá.